bài thực hành về ảo hóa tài nguyên. Ở câu 1 của bài thực hành này là chúng ta sẽ tạo ra một cái máy ảo sử dụng một phần mềm hypervisor, ví dụ như là VirtualBox. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server 18.04 lên máy ảo. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo máy ảo. Ta đặt tên máy ảo là Ubuntu Server 18.04. Ta phải đảm bảo rằng là loại máy ảo là Linux và version là Ubuntu 64 bit. Ta cấp dung lượng bộ nhớ cho máy ảo là 2 GB. Ổ cứng máy ảo là 20 GB. Rồi chúng ta đã tạo máy ảo xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào một cấu hình của máy ảo để chúng ta cấu hình loại cạc mạng là chế độ Bridge cầu nối. Sau đó thì chúng ta sẽ bật cái tính năng PAE và cái tính năng ảo hóa lòng cho cái máy ảo này. Thì đầu tiên là loại cạc mạng thì chúng ta sẽ chuyển loại là cầu nối bridge. Ở phần processor, bộ vi xử lý thì ta bật hai cái tính năng này lên. Bật tính năng ảo hóa lòng và cái tính năng PA. Trong trường hợp mà hai cái tính năng đó nó không hiển thị, không cho phép chúng ta chọn thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh sau để chúng ta bật hai tính năng lên. Sau đó thì chúng ta sẽ vào trong cái phần cấu hình của máy ảo để chúng ta chọn hai tính năng đó. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server vào trong máy ảo. Thì chúng ta sẽ đưa cái đĩa cài vào trong máy ảo. Ở đây tôi chọn cái hệ điều hành là Ubuntu 18.04. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ khởi động máy ảo lên. Tiếp theo thì ta sẽ thực hiện các bước để cài đặt hệ điều hành Ubuntu vào trong máy ảo. Thì ở đây chúng ta chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Ta chọn bàn phím cũng là bàn phím tiếng Anh. Về cấu hình cạc mạng thì chúng ta sẽ đa số nếu chúng ta thực hành ta thực hiện bài thực hành này trên máy cá nhân thì hầu hết là trong nhánh mạng chúng ta sẽ có một DHCP server, do đó thì chúng ta sẽ thực hiện bước này, bỏ qua bước này, thì lúc này là cái phần địa chỉ mạng của các mạng nó sẽ tự động cấu hình bằng DHCP server. Ở đây do trong cái nhánh mạng tôi đang thực hiện cái bài thực hành này thì nó không có một DHCP server, do đó thì tôi sẽ cấu hình địa chỉ IP cho các mạng này bằng cách thủ công.
Nếu chúng ta cấu hình địa chỉ IP bằng cách thủ công thì chúng ta phải kiểm tra thật kỹ là các cái giá trị chúng ta nhập vào nó chính xác hay không. Ở đây theo kiểm tra chính xác thì chúng ta sẽ lưu lại, nhắc lại một lần nữa đó là ở đây do trong nhánh mạng tôi thực hiện bài này thì nó sẽ không có một DHCP server, do đó tôi sẽ tiến hành cấu hình địa chỉ IP cho các mạng là cấu hình thủ công. Trong trường hợp mà các bạn làm trên máy cá nhân và trong nhánh mạng của bạn là có một cái DHCP server thì chúng ta sẽ chọn DHCP. Rồi sau khi mà cấu hình IP xong thì ta sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Ta nhập RC server vào nếu cần, ở đây tôi không cần nhập thì tôi bỏ qua. Các bước tiếp theo thì ta sẽ chọn thông tin mặc nhiên. Rồi, lúc này ta sẽ tiến hành cài đặt cái hệ điều hành vào toàn bộ ổ cứng. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo tài khoản đầu tiên của máy ảo. Thì ta lưu ý là trên Ubuntu thì cái tài khoản đầu tiên này nó sẽ có quyền sudo. Ta đặt mật khẩu cho máy ảo, mật khẩu cho tài khoản này. Ở đây quá trình cài đặt hỏi là chúng ta cần cài đặt cái SSH server hay không, thì chúng ta nên đặt cài đặt chọn là cài đặt SSH server để chúng ta thuận tiện trong việc thực hiện các câu sau. Rồi, các cái dịch vụ khác thì chúng ta không cần, ta bỏ qua. Rồi, chúng ta sẽ đợi một chút để quá trình cài đặt diễn ra. Quá trình cài đặt đã diễn ra thành công và hiện tại thì quá trình cài đặt nó tiến hành là download và cài đặt những cái bản cập nhật bảo mật cho hệ điều hành. Tuy nhiên là chúng ta có thể bỏ qua bước này và khởi động lại hệ điều hành. Quá trình cài đặt hệ điều hành Ubuntu vào trong máy ảo đã thành công thì chúng ta có thể đăng nhập vào máy ảo để kiểm tra. Hiện nay hệ điều hành của máy chúng ta là Ubuntu 18.04.5 thì chúng ta có thể thực hiện lệnh apt update để kiểm tra các cái gói phần mềm có thể cập nhật được trên hệ điều hành này. Ở đây có 60 gói phần mềm có thể nâng cấp được thì chúng ta thực hiện lệnh apt upgrade để chúng ta cập nhật. Upgrade các cái phần mềm xong thì chúng ta thực hiện if config để chúng ta xem thông tin về cấu hình mạng của máy ảo.
Thì ở đây chúng ta thấy địa chỉ IP của máy ảo đó là 172.30.33.201. Thì chúng ta cần nhớ địa chỉ IP này để chúng ta có thể tiến hành SSH tới máy ảo. Chúng ta reboot lại máy ảo bằng lệnh shutdown QR. Lúc này máy ảo đã reboot lại, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ không thực hiện trực tiếp các công việc trên máy ảo, mà chúng ta sẽ sử dụng một máy khác để SSH tới máy ảo để thực hiện các công việc của bài thực hành. Trên Ubuntu và các hệ hành Linux khác, chúng ta muốn SSH tới một máy khác thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh là SSH kèm theo là tài khoản người dùng username và địa chỉ IP của máy tính mà chúng ta muốn SSH tới. Ở đây cụ thể đó là địa chỉ IP 172.30.33.201. Thì lần đầu tiên ta SSH tới một máy nào đó thì nó hỏi confirm chúng ta là có muốn thực sự SSH tới máy đó hay không. Chúng ta trả lời yes. Sau đó thì ta sẽ nhập vào mật khẩu của user tên mà Tuấn trên máy ảo Ubuntu Server. Lúc này chúng ta đã SSH tới được cái máy ảo Ubuntu Server 18.04. Trong trường hợp chúng ta sử dụng hệ điều hành Windows thì để SSH tới một máy tính khác thì chúng ta có nhiều cách. Ta có thể sử dụng phần mềm Putty để chúng ta SSH tới, thì chúng ta có dễ dàng download được cái phần mềm này ở trên internet. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt vào máy chúng ta. Thì ta sẽ thực hiện phần mềm Putty lên và chúng ta sẽ nhập vào địa chỉ IP của máy tính mà chúng ta muốn SSH tới. Đây là 172.30.33.201. Rồi, ta nhập vào máy ảo Ubuntu Server bằng cách là nhập username và mật khẩu. Khi ta nhập username và mật khẩu đúng thì phần mềm Putty sẽ tiến hành SSH tới Ubuntu Server. Ngoài phần mềm Putty thì chúng ta có thể sử dụng một phần mềm nữa, đó là Mobile Storm. Đây là một cái bộ công cụ cho phép chúng ta thực hiện nhiều chức năng bao gồm là SSH, VNC, vân vân tới một máy Linux. Thì chúng ta có thể tải được cái phần mềm Mobile Storm này vào máy Windows mà chúng ta cài đặt. Ta thực thi phần mềm Mobile Storm lên. Thì chúng ta có thể mở một session mới. Ở đây ta chọn dịch vụ là SSH tới máy tính NASA. Thì chúng ta sẽ nhập vào địa chỉ IP của máy tính mà chúng ta cài SSH tới. Username, ta nhập vào tài khoản mà chúng ta sử dụng để SSH. Và sau đó thì chúng ta thực hiện SSH tới server.
ta nhập mật khẩu của tài khoản tên mình tướng vào. Lúc này chúng ta đã hack thành công tới máy Ubuntu Server. Như thế là chúng ta đã hoàn thành câu 1 của bài thực hành này, đó là tạo máy ảo và cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server vào trong máy ảo.